Rồi, hello mọi người nha. Việt Lao TV đây. Rồi, tiếp theo cái chuỗi bài MCSA ha, Windows Server 2019. Thì bài đầu tiên là bài install rồi ha. Chính thân bài thứ hai là mình sẽ làm local user và group ha mọi người. Thì để làm bài này thì chúng ta chuẩn bị như sao ha. Rồi. Đây là sơ đồ ha. Ok. Thì bài này chúng ta sử dụng một máy Windows Server 2019 ha. Có địa chỉ IP là 211. Này là router chúng ta ha, ra internet. Chỉ IP là .251 ha. Rồi, giờ chúng ta bắt đầu ha. Rồi, chúng ta mở Hyper-V lên ha. Thì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một máy rồi ha. Đây, mình mở lên. Rồi, kiểm tra lại IP cái nha, coi đúng không ha. Vô trong luôn đi. Rồi, đúng ha. 211 ha mọi người. Rồi cái máy này là cái máy SV1 ha. Rồi cancel thoát ra. Đóng luôn ha. Rồi giờ bắt đầu ha, mình sẽ tiến hành tạo user ha mọi người. Rồi phải chuột vào start menu ha. Chọn computer management ha. Rồi không to lên đi. Đây chọn local user và group. Rồi, chọn một user ha. Rồi, phải chuột chọn new user. Ở đây mình đặt tên U1 ha, cho nó dễ nhớ. Password phức tạp đó mọi người. Thì ở đây nó có 4 option ha. Check vô cái đầu tiên á, thì là user cần thay đổi password tại cái lần log on kế tiếp ha. Rồi thứ hai là user không thể thay đổi password. Rồi cái mục thứ ba là password không có bị hết hạn ha, trong cái policy á. Thứ tư là disable account, nghĩa là mình cấm cái tài khoản luôn ha. Rồi giờ mình tiến hành tạo user U1 trước nè. Coi như là U1 bắt buộc phải thay đổi password nha mọi người. Rồi chọn Create. Rồi tiếp tục mình tạo U2 ha. Nhớ password phức tạp ha mọi người. Phức tạp là có chữ chữ hoa, là chữ thường, là số và ký tự đặc biệt ha. Rồi cái user U2 này là mình không cho thay đổi password nha. Rồi Create. Ok. Giờ chúng ta có hai user ha. Giờ chúng ta tiến hành log on từng user một nha. Rồi, chọn sign out. Rồi chúng ta press control internet delete ha. Đó, đây chúng ta có ba user, admin là một nè. U1 và U2 ha. Giờ tiến hành log on U1. Kiểm tra nha mọi người. Thì khi chúng ta log on U1 thì bắt buộc là phải thay đổi password nha. Rồi ok, mình tiến hành log on. Đây nó bắt mình thay đổi password ha. Ok. Thay đổi password luôn. Rồi ok, các bạn. Rồi, ta lock on với quyền U1 ha. Coi như là U1 khi lock on là bắt buộc phải thay đổi password lần đầu tiên nha. Rồi cái thứ hai là U1
có thể nói chung là có quyền thay đổi password. Cái đầu tiên là bắt buộc phải đổi password, cái thứ hai là vẫn một thời gian sau mình cảm thấy cái password mình nó không an toàn nữa ha, bị lộ rồi đó, thì mình có thể tiếp tục thay đổi password tiếp bằng cách control internet delete thôi mọi người. Thì mọi người nhấn trên bàn phím cũng được, ở đây mình nhấn trên đây ha, rồi bấm trên password, rồi cái password cũ, rồi new password ha. Ok ha. Rồi ở đây nó báo là mình cũng không cho mình thay đổi password. Tại vì cái password mình vừa nhập vô á, nghĩa là không hội đủ cái điều kiện của nó ha. Như là về chiều dài là phải 8 ký tự trở lên nè. Cái thứ hai là phải có chữ hoa, chữ thường ha, giống như là ký tự đặc biệt. Đây mình nhập lại ha. Rồi, ok. Đó. Coi như là khi mình tạo user U1 á, ngoài trừ cái việc log on đầu tiên là bắt buộc là phải thay đổi password. Rồi cái thứ hai là user U1 có quyền thay đổi password bất cứ khi nào ha. Rồi. Giờ mình tiến hành log on U2 cho mọi người. Rồi, nãy khi mình tạo U2 á thì là U2 là không có quyền thay đổi password ha. Coi như là mình tạo password như thế nào á thì U2 bắt buộc phải xài như thế. Rồi, on với U2. Coi như password mình cấp cho U2 là cái gì á thì U2 xài suốt đời ha. Không có quyền thay đổi. Nó khác với U1 ha, U1 có quyền thay đổi. Rồi giờ mình sẽ tiến hành thay đổi password cho U2 nha. Chắc chắn là không được rồi đó. Rồi, change password. Rồi, change thử ha. Báo rõ ràng nha, access deny. Là không có quyền thay đổi password. Rồi, trường hợp này là trường hợp dành cho cái U2 là một cái tài khoản xài chung ha. Có rất nhiều người log on vô cái máy này sẽ sử dụng tài khoản U2. Nếu mà cho phép người ta đổi thì người khác sẽ không vào được ha mọi người. Rồi, ok. Cancel ha. Rồi bây giờ mình tiến hành là bước tiếp theo ha. Là mình bây giờ mình sẽ disable account U2 luôn. Rồi để mình làm được thì mình sẽ log on admin ha. Rồi tiếp tục. Phải chuột ha. Chọn Computer Manager. Management. Rồi, chọn vô tab User. Đây, U2 nè. Rồi trường hợp này chúng ta không muốn sử dụng U2 ha. Cấm. Chúng ta double click vô U2 ha, chọn account disable. Ok. Rồi. Chúng ta sẽ tiến hành sign out ha. Mất à. Không có U2 luôn ha. Ok. Chỉ có U1 và admin thôi. Rồi. Rồi vậy là mình đã hướng dẫn mọi người cách tạo user rồi ha. Rồi tiếp theo mình sẽ tiến hành tạo group ha mọi người.
Rồi phải chuột chọn Computer Management ha. Đây chúng ta tạo group ha. Khoan, để chúng ta sẽ enable U2 lại đi nha. Rồi ok, thì bây giờ đây chúng ta sẽ có hai group ha. Bây giờ phải chuột new group, chọn group qua kế toán. Rồi tạo group thứ hai là group kinh doanh. Ok rồi, rồi kế toán và kinh doanh. Bây giờ chúng ta sẽ cho U1 ha. U1 là kế toán, U2 là kinh doanh. Rồi double click lên kế toán ha, chọn S. Đây chúng ta gõ U1, bấm check name. Ok rồi, ok luôn, là U1 thuộc nhóm kế toán. Rồi theo kinh doanh ha, S U2 check name. Rồi U2 là thuộc group kinh doanh. Rồi chúng ta kiểm tra lại nha, kế toán nè có U1 nè, kinh doanh nè có U2. Rồi tương tự chúng ta có thể kiểm tra trực tiếp tại user ha. Ví dụ như U1 nè, chúng ta bấm tab member of, đây thành viên của group kế toán ha. Thì mặc định khi user được tạo ra là nó sẽ thành viên của cái group user ha mọi người, cái đó là hiển nhiên nha. Rồi kiểm tra tiếp U2 là member của kinh doanh. Rồi rồi mình xin kết thúc phần bài 2 tại đây ha. Mình nói chung là mình sẽ cố gắng ha, làm liên tục cái series MCSA này cho mọi người ha. Rồi nếu mọi người nếu mà thấy họ thấy hay ha thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha, cũng như bấm vào cái nút chuông á để theo dõi những cái video clip tiếp theo của mình ha. Rồi xin chào mọi người nha.